Lúa xin chào các bạn nha. Hôm nay là hai lúa đi đấu ong nha các bạn ơi, đi săn bắt ong, lấy ổ ong siêu khó luôn nè, cây tre. Đây, ong nè các bạn. Cái tre này, mới lấy xuống liền. Mà cũng quá đẹp nha bà con. Rồi xin chào các bạn nha. Thời gian mình có nhiều các bạn ơi. Đây, ong quá đẹp. Hẹn các bạn video sau nha.